Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện bây giờ em đang có mặt đây và phát sóng trực tiếp đăng bán hai con bò. Đây trước mắt cô chú anh chị và các bạn là hình ảnh của anh chủ bò. Và bây giờ em sẽ cập nhật ngay và liền cho bà con cô bác cũng như là quý anh chị hình ảnh của đôi mẹ con này ở đây. Thì anh chủ bò, anh có thể đi qua phía sau con bò này, anh đứng cho cô chú anh chị và các bạn coi con bò này nó bự cỡ nào ha. Đây cô chú anh chị và các bạn, đây là hình ảnh của một con bò, phải gọi là cái dốc dáng khá là lớn. Rồi anh qua đây đi, anh em lại gần cho bà con ta coi luôn. Dạ. Chứ để nhiều khi anh thấy con bò nó, người ta nói con bò nó. Đây, dạ. Thôi, chưa. Đây là dốc dáng của em. Vàng bò. Đồ con bò con muốn xe qua giùm nhé. Nó lấy thành nằm thâm luôn nha. Xe đây nè. Đó, bà con tôi bán anh chị thấy không? Bò đó là lớn. Thì con bò này là tâm trạng của con bò này á, thì nó như thế nào anh? Bò mẹ. Nói chung là bò mẹ này rất là lớn ái. Nay là nó chữa, nay là khoảng tầm 9 tháng rồi á. Ừ, bò con. Bò con nay là 11 tháng. Giờ bộ mẹ con này giờ là quyết định bán nhiêu anh? Dạ theo bây giờ thì con mẹ là tôi để giá là 45. Còn con này là 25 triệu. Là con mẹ là chữa 9 tháng rồi. Dạ đúng rồi. Một con. Là tình trạng con bò con này hồi nhỏ nó bị tình trạng là... Nhưng là nó bị hồi nhỏ này, mấy cái mục này là hồi nhỏ là nay nó cũng đã hết lâu rồi á. Nay là... cũng đã tầm 4 tháng rồi á. Là hồi nhỏ nó bị u da. Dạ đúng rồi. Nay còn mẹ thì không có bị. Mẹ trước có bị không? Không, mẹ nó không có bị. Mà con bị. Rồi giờ tình trạng là mẹ này là tình trạng là... Nay là 9 tháng rồi. Chữa 9 tháng rồi ha. Vú xuống vú, chân móng. Nói chung là con bò rất là lớn tàn, chân móng xương sóc. Quý vị bạn thấy không, khung xương rất là lớn, bò này khá là dễ rúng nè, rất là bài bản luôn, rúng là rúng chiền à. Xuống vú ha, sẽ tích nghiêm chỉnh bò. Mà cái nói chung là em đứng mà nó tới đây của em là cô chú anh chị bạn khá là lớn ha. Con là con cái bô xin à, nhàn dậu yếm nè. Bây giờ con này anh có bán không? Có dần rúng nè. Tình trạng là con bò này lúc nhỏ là nó bị u da, viêm da, sái tích, sái nằm đây à. Con này giờ anh định bán nhiêu tiền? Con này giờ tôi để giá là 25 triệu. Con 25 triệu. Con mẹ là 45. Bò này thì rúng yếm thì bài bản ha. Đây. Dậu yếm bài bản á, nó hồi nhỏ nó bị viêm da mà giờ nó hết rồi. Bình thường ha, tình trạng là sức khỏe ổn định. Mặt mày thì dậu yếm nè, lạch phạch. Đây. Bộ mẹ con này bây giờ là con này 25 triệu, con 25 triệu. Con mẹ thì đang mang thai gì anh? Mang thai 3B á. Mẹ mang thai 3B. Mẹ rất là lớn tàn ha. Chữa 9 tháng à. Dần dậu, hết biết cái dần dậu. Vú. Chân móng rất là đẹp luôn. Móng sao, chân sao. Tàn lớn ha. Con này chắc tầm 1,5 m bò. Sái lưng. Nó hơi ốm. Quà hết biết cái quà. Bò này cao tầm khoảng 1,5 m ha. Bò này thì bây giờ anh chủ nhà dứt giá với bà con cô bác anh chị với giá là 45 triệu mới bán. Đang mang thai 9 tháng. Còn con này là con bò con 11 tháng. Con này 11 tháng thì giá 25 triệu. Đó. Rất là đẹp. Dầu yếm sụp sạch. Là con ông mẹ đang mang thai gì anh? Là mang thai 3B á. Mẹ đang mang thai 3B.
mè con. Mẹ đang mang thai 9 tháng. Con được 11 tháng. Mẹ đang mang thai 9 tháng chữa 3B nha. Xuống vú nặng nha. À, hết biết cái vú không? Cái vú bằng bắp tay luôn. Để em so sánh cho bà con cô bác anh chị nữa thôi. Nó không cho lại cái vú nữa. Vú căng sữa mò khó quá ha. Bò rất là lớn tàn. Nào anh qua anh đứng kế bên bò coi bò này chiều cao nó tầm nào. Lại nắm dây à. Lớn con dữ lắm á. Rồi lắm. Chưa đứng im đi, im luôn bò con qua. Rồi đứng im nha. Rồi ok anh, thì chốt giá luôn là con mẹ 45 triệu. Dạ đó. Con là 25 triệu. Rồi, bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em. Số điện thoại em để trên màn hình. Nè. Quay qua đây kìa. Đi quay phim mà lo bấm điện thoại. Nhớ thường thường bây giờ có cái lời nói gì em sẽ đo chiều cao gì, cặp này chiều cao. Con này chiều cao nó là 1m52. Đây là 1m52. Đây của chú anh chị và các bạn thấy không? 1m52. Còn con bò con thì người đẹp. Này chiều cao nó khoảng 1m20. 1m27. Đấy, chú anh chị và các bạn, chiều cao 1m27 nha. Bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ ngay và liền với em, số điện thoại em để trên màn hình. Bò mẹ này đang có giá là 45 triệu, đang mang thai 9 tháng. Còn con này đang được 11 tháng và giá là 25 triệu. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại quý chú anh chị và các bạn video kế tiếp.